không phải ngẫu nhiên mà Manchester United được xem là câu lạc bộ vĩ đại nhất của làng bóng đá. Bên cạnh vô số các danh hiệu mà đội bóng này thâu tóm trong hơn 143 năm, thứ tạo nên một glory Manchester lẫy lừng còn là những giá trị truyền thống và văn hóa quý đỏ đã ăn sâu vào tiềm thức của các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Một trong những nét đặc trưng của bản sắc đó chính là hình ảnh những người đội trưởng vĩ đại của đội bóng qua từng thời kỳ. Mang trên tay chiếc băng thua quân Man United, họ thực sự đã trở thành một con quỷ đầu đàn với tình yêu say đắm, tinh thần chiến đấu quật cường và bản lĩnh vững vàng để đủ sức vực dậy cả một tập thể trong những thời điểm khó khăn. Trên những thước cỏ thiêng liêng của Old Trafford luôn ghi dấu từng giọt mồ hôi và máu của những người đội trưởng cống hiến hết mình vì một cờ sắc áo. Đó là niềm tự hào rất lớn của các Man United khi họ kể về đội bóng con cưng. Tuy nhiên trong những mùa gần đây, người hâm mộ Man United đã không còn nhìn thấy hình bóng của một con quỷ đầu đàn đích thực tại nhà hát. Mà trên diễn tệ hại của đội trưởng đương nhiệm Harry Maguire, trên cả phương diện chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu, có lẽ khi những ai yêu Man United ngào ngán với câu hỏi bao giờ cho đến ngày xưa. Vì chỉ khi nào Man United tìm được một thủ quân đúng nghĩa thì câu lạc bộ mới có thể nghĩ đến chuyện trở lại vị thế như trước. Sau đây, hãy cùng cả bóng đá điểm qua bảng xếp hạng 11 người đội trưởng Manchester United trong kỷ nguyên Premier League. Vị trí thứ 11, Harry Maguire. Maguire gia nhập từ Leicester City vào năm 2019 với giá 80 triệu bảng, một con số kỷ lục chủ nhiệm với một trung vệ. Sự góp mặt của Maguire đã giúp hàng phòng ngự Man United được cải thiện rất nhiều, nhất là các tình huống chống bóng bổng vốn là điểm yếu trước đó của đội bóng này. Nhờ khởi đầu ấn tượng đó mà Harry Maguire đã được Solskjaer tin tưởng trao tấm bằng thủ quân kể từ tháng 1 năm 2020. Thế nhưng, như một lời nguyền nào đó, kể từ khi mang băng thủ quân, Harry Maguire đã đánh mất chính mình. Anh ngày một chê tệ và thường xuyên mắc sai lầm ngớ ngẩn. Mùa giải năm nay đánh dấu sự thất vọng đỉnh điểm của trung vệ người Anh. Phong độ của hậu vệ sinh năm 94 hoàn toàn rơi tự do và Maguire cũng là nguyên nhân hàng đầu khi Man United thi đấu bết bát và kéo theo đó là án sa thải dành cho Solskjaer. Vị trí số 10, Ashley Young. Nhờ sự xông xáo trong lối chơi và một cá tính mạnh mẽ, Ashley Young đã vinh dự trở thành đội trưởng Man United kể từ mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên, những dấu hiệu tuổi tác đã khiến anh không còn duy trì được phong độ đỉnh cao và dần đánh mất vị trí bên hàng lại cánh phải vào tay của Wan-Bissaka. Ashley Young sau đó quyết định ra đi để được thi đấu nhiều hơn và cựu hậu vệ người Anh đã chọn Inter Milan làm bến đỗ trong những năm cuối cùng của sự nghiệp. Mặc dù chỉ là thủ quân Man United trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Ashley Young đã phần nào cho thấy được khả năng thủ lĩnh và tinh thần thi đấu nhiệt huyết đúng với giá trị Man United. Vị trí số 9, Antonio Valencia. Là một cơn lốc đường biên đúng nghĩa, Valencia từng được Sir Alex hết mực yêu quý và kỳ vọng anh sẽ kế thừa chiếc áo số 7. Mặc dù không thể cán đáng được trọng trách được giao, thế nhưng cầu thủ đa năng người Ecuador vẫn nhận được tình yêu từ các Manu Sanz bởi những công hiến của anh. Mùa 2018-2019, Antonio Valencia được Mourinho trao cho tấm bằng thủ quân, dù lúc đó Michael Carrick vẫn còn đang giữ vai trò này. Tuy nhiên, các chấn thương đã khiến Valencia đánh mất phong độ và chỉ có 9 trận ra sân mùa 2018-2019. Mùa hè 2019, Valencia chia tay Old Trafford để hồi hương trở về Ecuador chơi bóng. Vị trí số 8, Michael Carrick. Carrick nhận lại tấm băng thủ quân từ Wayne Rooney sau khi Rooney chia tay Quỷ Đỏ vào năm 2017. Ở thời điểm đó, Carrick đã là cầu thủ có thâm niên cống hiến lâu nhất cho Man United. Với kinh nghiệm trận mạc dày dặn, Carrick trở thành một thủ lĩnh tinh thần quan trọng của Quỷ Đỏ trong giai đoạn đội bóng này gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Carrick đã không còn được thi đấu thường xuyên do ảnh hưởng của những vấn đề tim mạch. Cuối mùa 2017-2018, anh chơi trận cuối cùng cho Man United trong cuộc đối đầu với Norwich, sau đó tuyên bố giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Vị trí số 7, Wayne Rooney. Rooney được xem là hình mẫu chuẩn mực nhất mang dòng máu Quỷ Đỏ. Tình yêu nồng cháy, bộc trực cùng với lòng thủy chung với Man United là thứ đã làm nên thương hiệu của gạo Shrek. Tháng 7 năm 2014, Rooney được Louis van Gaal trao tấm bằng thủ quân, qua đó trở thành tiền đạo thứ hai có được vinh dự này sau Eric Cantona trong kỷ nguyên Premier League. Thế nhưng, đó lại là lúc phong độ của Rooney không còn được duy trì đỉnh cao. Đồng thời gian cống hiến của anh dành cho Man United cũng bị rút ngắn vì các chấn thương và tuổi tác. Mặc dù vậy, Rooney vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ và cũng là một tấm gương để những tài năng trẻ noi theo. Cuối mùa 2016-2017, chân sút ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ chia tay Man United trở về với đội bóng thời niên thiếu là Everton, kết thúc một sự nghiệp lẫy lừng tại Old Trafford. Vị trí số 6, Nemanja Vidic. Vidic được Sir Alex trao tấm bằng thủ quân vào năm 2010 để thay thế Gary Neville. Kể từ thời điểm đó, Man United đã sở hữu cho mình một trong những người đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Trung vệ người Serbia là một chiến binh thật sự tại nhà hát. Hai chữ đầu hàng không bao giờ có trong từ điển của Vidic. Bên cạnh vai trò là một lá chắn thép trước khung thành, Nemanja Vidic luôn ra sân với sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu hết mình.
hình ảnh Philip với một cái đầu quấn băng trắng bề bên mẫu đã trở thành biểu tượng bất diệt trong những năm tháng huy hoàng nhất của anh khi khoác áo Man United. Chính tinh thần quật cường đó đã có phần duy trì ngọn lửa chiến thắng của Man United trong suốt giai đoạn hoàng kim của đội bóng này từ năm 2007 đến 2013. Philip chia tay Man United vào năm 2014 với di sản là 5 Premier League, 5 FA Cup, 3 cúp liên đoàn và 1 Champions League. Vị trí số 5, Steve Bruce. Ông là một trong những viên gạch đầu tiên của triều đại Sir Alex Ferguson. Sau sự ra đi của Brian Robson vào năm 1994, Steve Bruce được tín nhiệm với vai trò đội trưởng. Trong 2 năm là quỷ đầu đàn, Bruce vừa làm thủ lĩnh trên sân, đồng thời cũng đóng vai trò như một người thầy chỉ dạy những sao mai thuộc thế hệ 92. Sau khi cùng với Man United vô địch Premier League mùa 95-96, Steve Bruce quyết định chia tay đội bóng để nhường lại đất diện cho các tài năng trẻ. Hiện tại, ông đang được biết đến với vai trò là huấn luyện viên trưởng một số câu lạc bộ ngoại hạng Anh. Vị trí số 4, Gary Neville. Là một tài năng xuất sắc của thế hệ 92, bên cạnh khả năng phòng ngự, Gary Neville còn cho thấy ông là một người thủ lĩnh tuyệt vời tại nhà hát của những giấc mơ. Đảm đương chiếc băng thủ quân từ Roy Keane vào năm 2005, Gary Neville đã hoàn thành xuất sắc vai trò là một dấu gạch nối trong quá trình chuyển giao thế hệ. Trong thời gian làm đội trưởng, Gary Neville giúp Man United giành được 3 Premier League và một danh hiệu Champions League. Mr. United tuyên bố giải nghệ vào năm 2010 sau một khoảng thời gian dài bị hành hạ bởi các chấn thương. Vị trí số 3, Eric Cantona. Cantona là một trong những huyền thoại vĩ đại của Man United. Ngoài ra, ông cũng là thủ quân ngoài Vương quốc Anh đầu tiên ở Old Trafford. Tôi chỉ đeo bằng thủ quân Quỷ đỏ đúng một mùa, nhưng King Eric vẫn kịp để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Được biết đến với tinh thần không biết sợ hãi, Eric Cantona đã gánh vác cả tập thể Man United trẻ trung, đi hết từ vinh quang này đến vinh quang khác. Mùa cuối cùng của Cantona ở Old Trafford cũng là mùa duy nhất ông đảm nhận vai trò đội trưởng. Sau khi giúp Man United giành danh hiệu Premier League thứ 5 trong vòng 7 năm, King Eric tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30 vì ông cho rằng mình không thể tiến bộ hơn. Các Manusens và kể cả Sir Alex đã vô cùng tiếc nuối với quyết định đó, nhưng vì là Eric nên họ cũng hiểu được việc làm của huyền thoại này. Vị trí số 2, Brian Robson. Brian Robson đang giữ kỷ lục để băng đội trưởng lâu nhất lịch sử Man United. Ông cũng chính là nhân tố cực kỳ quan trọng trong quá trình phục sinh câu lạc bộ. Với một tinh thần thi đấu quật cường, Brian Robson là một tấm gương mẫu mực về một người chiến binh thành Manchester cùng với gia thoại bị gãy đến 24 cái xương sườn trong suốt sự nghiệp. Brian Robson có 2 lần vô địch Premier League. Mùa 94-95, ông chia tay Man United sau hơn một thập kỷ. Cũng phải nói thêm, Robson chính là người hồi sinh những ký ức đẹp đẽ về chiếc áo số 7 kể từ thời của George Best. Vị trí số 1, Roy Keane. Tiền vệ người Ireland xứng đáng là đội trưởng vĩ đại nhất của Man United trong kỷ nguyên Premier League. Với cá tính rất mạnh và lối chơi chém đinh chặt sắt, Roy Keane sẵn sàng dằn mặt bất kỳ đối thủ nào nếu dám động chạm đến logo Man United. Còn nếu xét về mặt chuyên môn, tầm ảnh hưởng của ông là không phải bàn cãi. Mặc dù có được đoàn kết không thật đẹp trong màu áo quỷ đỏ, nhưng không thể phủ nhận tầm vóc và sức ảnh hưởng của Roy Keane. Sau 8 năm ba băng đội trưởng, Roy Keane đã có được 7 danh hiệu, trong đó có 4 Premier League và 1 Champions League. Trên đây là danh sách 11 đội trưởng của Man United trong kỷ nguyên Premier League. Nhìn chung, chất lượng của những tấm băng thủ quân tỷ lệ thuận với thành tích thi đấu của Man United. Điều đó cho thấy, nếu muốn một lần nữa nhuộm đỏ Manchester, thì United phải sớm tìm được cho mình một người đội trưởng mẫu mực giống như 11 cái tên trên.